Kính thưa quý vị khán giả yêu cờ, Sala Kỳ Đạo xin được gửi đến quý vị khán giả kết quả vòng đấu số 3 của nội dung cờ tướng nam giải vô địch cờ tướng thế giới năm 2022. Ở vòng đấu số 3, chúng ta có Trịnh Ngạn Long gặp Lại Lý Huynh, Vương Khuếch gặp Triệu Dịch Phàm, Phùng Gia Tuấn gặp Hồng Gia Xuyên, Ngô Tông Hàn gặp Nguyễn Thành Bảo, Lưu Ước Hào gặp Thẩm Nghị Hào, Lý Minh Kiên gặp Trang Hoàng Minh, Phương Thiên Nhất gặp Lê Đức Chí, Sasaki gặp Trịnh Nghĩa Lâm, Cát Trấn Y gặp Lê Quang Nhật, Khả Hân Hoàng Huy gặp Quách Bảo Vinh. Chúng ta có đoàn Việt Nam là có hai kỳ thủ là Lại Lý Huynh với Nguyễn Thành Bảo. Đoàn Hồng Kông có Trịnh Ngạn Long với Phùng Gia Tuấn. Đoàn Trung Quốc có Vương Khuếch và Vương Thiên Nhất. Đoàn Malaysia có Thẩm Nghị Hào với Sasaki. Đoàn Đông Mã Lai có Lê Đức Chí, Trịnh Nghĩa Lâm. Đoàn Mỹ có Lê Quang Nhật. Đoàn Thái Lan có Quách Bảo Vinh. Đài Loan có Cát Trấn Y và Triệu Dịch Phàm. Philippines có Hồng Gia Xuyên, Trang Hoàng Minh. Vừa rồi là một số kỳ thủ. Thì ở các vòng đấu số 3, ở vòng đấu số 3 thì Lại Lý Huynh, Nam Phương Công Tử, chúng ta biết là trước đó ở vòng 1 và vòng 2 thì anh Huynh đã có 2 vòng toàn thắng với 4 điểm. Như vậy là anh Huynh đang có cơ hội tốt. Tuy nhiên thì khá là đáng tiếc khi mà ở vòng đấu số 3, Nam Phương Công Tử Lại Lý Huynh của chúng ta đã bị Trịnh Ngạn Long của Hồng Kông cầm chân và đã có tỷ số hòa 1 đều. Như vậy là sau cái bàn hòa ở vòng số 3 thì Lại Lý Huynh đang có 4 điểm. Anh đã có thêm 1 điểm là 5 điểm. Đấy, và đoàn Hồng Kông Trịnh Ngạn Long cũng có 5 điểm. Nguyễn Thành Bảo Tây Độc đang có 3 điểm. Thì rất hay. Anh đã thắng Ngô Tông Hàn. Đấy, như vậy là Nguyễn Thành Bảo thắng Ngô Tông Hàn thì anh ghi được 2 điểm. Như vậy tổng số điểm của anh Nguyễn Thành Bảo là 5 điểm. Đấy. Và bây giờ thì bình luận viên sẽ gửi đến quý vị khán giả kết quả của vòng đấu số 3 nhé. Đây, ở trên màn hình của chúng ta là kết quả của vòng đấu số 3. Trịnh Ngạn Long hòa với Lại Lý Huynh và Ngô Tông Hàn thua Nguyễn Thành Bảo. Thì đây là hai cái kết quả liên quan đến Việt Nam. Cho nên là Nghĩa cũng đã tô cái màu đỏ đấy mà quý vị và anh em có thể thấy. Thật ra thì cái giải đấu này Nghĩa cũng muốn sắp xếp thời gian để like, nhưng mà cũng hơi tiếc là nó dính đến cái bản quyền. Đấy, cho nên là nếu mà like được cái giao diện mà có kỳ thủ và mọi thứ thì nó sẽ rất là tốt, nhưng mà nó dính bản quyền. Thêm nữa là thật sự là Nghĩa cũng rất là bận việc. Đấy, để mà làm cờ được thì nó cũng phải có cái điều kiện kinh tế này kia đó làm. Tại vì làm cờ thì chúng ta biết là làm cờ là không có tiền. Cái này nói đến tiền thì nó hơi nhạy cảm, nhưng mà bình luận viên không hề có ý đề cập đến tiền ở đây, nhưng mà giải thích để chia sẻ với quý vị khán giả để chúng ta hiểu là có khá nhiều quý vị khán giả nhắn cho Nghĩa là tại sao không làm, tại sao không quay. Đấy thì ví dụ như quay cái YouTube như vậy thì chúng ta cũng không có tiền. Một tháng thì kênh nào nhiều thì vài triệu, đấy, kênh nào mà ít thì vài trăm nghìn. Ví như kênh Sala Kỳ Đạo có tháng 200, 300 nghìn, tháng 500 nghìn. Nghĩa nói xin lỗi chứ tiền điện và tiền các thứ là không trả đủ, chứ chưa có đủ tiền công. Thì cái này á, Nghĩa nói ra anh em và quý vị bỏ qua cho. Nghĩa giải thích ở đây á, không phải là để than vãn, không phải là để kêu ca. Như Nghĩa nói rồi, mình chọn, mình thích thì mình làm thôi. Nhưng mà cái sở thích và đam mê thì nó cũng phải song song với cả cái cuộc sống. Đấy. Cho nên là Nghĩa mê cờ thì mê rồi. Đấy, mê cờ nên mới làm thôi. Nên là mình làm là mình mê thì mình làm thôi, chứ chả ai ép mình làm cả. Và cũng chả ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ mình hay là phải ủng hộ mình cả. Thì Nghĩa mê thì Nghĩa cứ làm.
Nhưng mà nghĩa chia sẻ thế không phải để kêu ca, không phải để than vãn, cũng không phải để kể này kể kia, nhưng mà chia sẻ để quý vị và anh em hiểu và thông cảm cho, chứ không phải là nghĩa muốn làm nó bị bõm như vậy. Rồi như vậy là sau cái vòng số 3 đấy, sau cái vòng số 3 thì quý vị và anh em thấy là cái kết quả mà chúng ta đang kỳ vọng cho lại Lý Huynh là sẽ vụt hẳn lên trên đấy, và sẽ tránh được một số tay cờ không mong muốn nhưng mà khá tiếc, đúng không ạ? Thì với cái kết quả như thế này thì anh Huynh sẽ gặp Vương Khuếch ở vòng đấu số 4. Thì bây giờ thì bình luận viên cũng xin được gửi đến quý vị khán giả cái kết quả bắt cặp của vòng đấu số 4. Thì đây là kết quả bắt cặp của vòng đấu số 4, vòng đấu số 4 này. Thì Lại Lý Huynh, Nam Phương Công Tử của chúng ta có 5 điểm, gặp Vương Khuếch. Thế thì thưa quý vị khán giả là chúng ta có rất là nhiều đồn đoán chê Vương Khuếch rất nhiều. Nhưng mà chiều nay thì chúng ta sẽ biết là như thế nào thôi. Thì Nghĩa cũng tin là anh Lại Lý Huynh thắng đấy, và Nghĩa cũng cầu thật sự là tự trong trong đáy lòng Nghĩa cũng cầu cho Nam Phương Công Tử Lại Lý Huynh của chúng ta thắng. Tại vì đương nhiên rồi, có yêu, có idol, có ngưỡng mộ ai đó đi chăng nữa thì kỳ thủ đội nhà chúng ta vẫn là số 1, đúng không ạ? Đấy, và chúng ta kỳ vọng là chiều nay anh Huynh với anh Bảo sẽ lập công để có thể có được số điểm tốt. Đấy, chứ còn nếu mà chúng ta thấy là một Vương Khuếch chúng ta cứ chê rất nhiều nhưng mà anh ta đang điểm cao nhất đấy, cho nên là cũng không phải đơn giản đâu. Mà đây toàn là những tay cờ đại diện của các quốc gia đi thi đấu chứ không có ai đánh dở cả. Đấy, chỉ có ai hay hơn ai thôi chứ còn tất cả là đều hay rồi. Đấy, như vậy là tối nay, chiều nay thì Nghĩa sẽ cập nhật kết quả của vòng đấu số 4 để gửi đến quý vị khán giả. Rồi, đến đây thì xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị khán giả ở trong những cái lần phát sóng tiếp theo. Mặc dù bình luận viên nói vậy nhưng tình yêu cờ của Nghĩa cũng như là của các anh em làm trên Sa La Kỳ Đảo, một một cái tình yêu gọi là rất là gọi là đam mê, say mê, nhưng mà bên cạnh đấy thì nó vẫn phải có những cái tổ chức phân phối phù hợp khác về mặt thời gian cũng như là công việc. Đấy, và bên cạnh đó thì Sa La Kỳ Đảo rất luôn mong muốn nhận được sự ủng hộ, đón xem, ủng hộ từ quý vị khán giả gần xa. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và anh em yêu cầu. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và anh em ở những lần phát sóng tiếp theo.